Review phim mới. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn bộ phim khoa học viễn tưởng cực hay vừa được ra mắt. Bộ phim kể về hành trình di cư đến Mỹ của hơn 1.500 người trên con tàu hơi nước Cutter năm 1899. Nhưng trên đường đi liên tiếp xuất hiện những chuyện kỳ lạ, nhiều người đã chết một cách bí ẩn khiến cho tất cả rơi vào hỗn loạn. Trong lúc đi tìm câu trả lời thì lại có một chuyện kinh hoàng hơn xảy ra, rất nhiều người bất ngờ nhảy xuống biển, sau đó sóng gió cùng nhiều nguy cơ lớn hơn lại tiếp tục gõ cửa. Để hiểu hơn chuyện gì đã thật sự xảy ra, chúng ta cùng đón xem bộ phim 1899 nhé. Mở đầu phim, Moza đang chạy trốn khỏi một cơ sở nghiên cứu, nhưng rất nhanh cô đã bị ông già của mình chặn đường. Hai tên đàn em cũng nhanh chóng lôi Moza trở lại phòng giam. Trong lúc bị kéo đi, Moza đã giận dữ hét lên rằng mình không bị điên. Cô chất vấn ông già đã làm gì với người anh của cô, bởi vì Moza biết anh trai mình đã ở trên con tàu di cư Prometheus và chắc chắn ông già đã làm gì với con tàu đó, kể cả là việc cô bị mất trí nhớ. Vừa nói dứt câu thì Moza đã bị tống vào phòng giam 1011. Lúc này người bố của Moza tiến đến bảo cô hãy tỉnh dậy. Thế là người đẹp giật mình tỉnh giấc trên con tàu Cutter. Tuy nhiên cổ tay Moza vẫn còn những vết hằn, điều này khiến cô rất sợ hãi. Khi người đẹp rời khỏi giường thì nhìn thấy mẫu báo nói rằng con tàu Prometheus đã mất tích được 4 tháng. Moza để tờ báo trên giường thì lại phát hiện ra một bức thư có chữ Henry. Trong thư, anh trai của Moza nói rằng anh đã phát hiện ra việc ông già làm và hẹn gặp Moza ở New York. Chú ý là đừng tin bất kỳ ai cả. Đọc xong bức thư, Moza tiến đến trước gương. Cô tự nhủ rằng hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 1899 và mình không bị điên. Sau đó người đẹp bước ra khỏi căn phòng của mình, trùng hợp là nó cũng có số 1011. Tiếp đó người đẹp đến đại sảnh dùng bữa sáng. Khi sắp dùng bữa thì có một anh thanh niên đi vé thường tên Zetter đến đại sảnh xin sự giúp đỡ của mọi người. Anh ta muốn tìm một bác sĩ khám cho em gái mình vì cô ấy đang rất đau đớn. Nhưng Zetter chỉ có thể gào thét trong tuyệt vọng mà không ai lên tiếng phản hồi. Rất nhanh anh ta bị hai thủy thủ đoàn lôi đi, bởi vì các hành khách đi vé thường không được phép lên khoang thương gia. Moza thấy thế liền đi theo anh chàng tội nghiệp, cô là bác sĩ khoa não bộ. Lúc đến nơi thì hai thủy thủ đoàn đã khóa cửa khoang và cấm Zetter lên trên một lần nữa. Khi hai thủy thủ đoàn rời đi, Moza đã mở cửa rồi nói với Zetter rằng mình là một bác sĩ. Zetter lập tức dẫn Moza đến chỗ cô em gái Toy. Em bé trong bụng của Toy đã gặp vấn đề gì đó làm cho cô ấy rất đau đớn. Moza muốn biết Toy mang bầu bao nhiêu tháng để đưa ra chuẩn đoán tốt nhất, nhưng kỳ lạ là người nhà của Toy và kể cả Zetter đều không nói. Thấy chị gái của mình đang đau đớn dữ dội nên cô em út Ada đã nói rằng Toy mang bầu được 7 tháng. Nghe vậy Moza liền dùng một chiếc tai nghe tự chế áp vào bụng bầu. Người đẹp chuẩn đoán rằng Toy đã bị cuốn dây rốn. Cô nàng nhanh chóng xoay chiều đứa bé từ bên ngoài. May mắn việc làm này đã thành công mà không ảnh hưởng gì đến đứa bé. Mọi người thấy thế đã hết lời cảm ơn Moza. Lúc này một người đàn ông da đen cũng bất ngờ xuất hiện trên con tàu. Dường như anh ta đang lẫn trốn điều gì đó và đến lấy trộm một bộ đồ của thủy thủ đoàn. Tiếp đó cảnh chuyển đến căn phòng 2101, anh chàng người Pháp Lucien đang đập mái với cô vợ mới cưới Laymore. Rất nhanh cuộc vui đã kết thúc, Lucien đổ lỗi cho cô vợ chỉ biết nằm một chỗ hưởng thụ, còn mình thì cày gần chết. Sau đó Lucien nói rằng mình không hề yêu Laymore, cuộc hôn nhân của họ chỉ là một sự sắp đặt, thế nên Laymore không cần giả vờ là cả hai yêu nhau thật sự. Khi Lucien rời đi, cô vợ đã nở một nụ cười, dường như là niềm vui vì đã đạt được mục đích nào đó. Một lát sau, cô bé Ada đến cảm ơn Moza vì đã giúp chị gái mình. Ada nói rằng lớn lên cô bé muốn làm bác sĩ như Moza. Người đẹp nghe vậy đã gửi lời khích lệ đến cô bé. Ada tiếp tục sờ vào bụng Moza và hỏi cô có con hay không. Điều này làm Moza nhớ lại hình ảnh một con bọ trong đầu. Moza bắt đầu thở dốc rồi trả lời mình không thể có con. Cô lập tức rời đi vì cảm thấy rất khó thở. Và những hình ảnh bị tra tấn lại hiện lên trong đầu người đẹp. Rất nhanh sau đó, Moza đã lên lại phía bên trên. Cô khẽ hôn lên sợi dây chuyền của mình để vơi đi nỗi sợ. Dường như nó là một vật rất quan trọng với Moza. Đúng lúc này thuyền trưởng Lasen đang uống rượu gần đó đã bắt gặp Moza. Khi thấy cánh cửa ở khoang dưới mở tung, Lasen hỏi Moza xuống đó làm cái quần què gì. Vì luật trên tàu là khoang thương gia không được xuống khoang bình dân và ngược lại, Moza lập tức đáp rằng ai tạo ra cái luật chết tiệt đó. Nghe vậy Lasen chỉ biết lắc đầu cười nhìn Moza. Khi cả hai nhìn nhau thì thuyền phó cùng Hoa Tiêu đến đưa một bức điện tín cho Lasen. Anh tức tốc đến phòng chỉ huy để dịch nó ra, đó là tọa độ 42.043240-44.375760. Mọi người cho rằng đó là tín hiệu cầu cứu từ con tàu Prometheus. Lasen tiến đến tra cứu tọa độ trên bản đồ thì phát hiện vị trí này rất kỳ lạ, bởi vì Prometheus đã mất liên lạc từ 4 tháng trước, nếu nó hết nhiên liệu thì phải trôi dạt đến phía bắc chứ không phải là phía nam như tọa độ này. Tuy nhiên với khoảng cách 7 giờ di chuyển thì Lasen vẫn quyết định quay tàu lại để tìm hiểu thực hư, thế là bên dưới buồng nhiên liệu, người đội trưởng ra lệnh đóng cửa các lò bên mạn trái và tăng nhiệt độ cho mạn phải. Elap biết con tàu đang đổi hướng nên rất lo lắng. Anh tiến đến hỏi các đồng nghiệp xung quanh nhưng đều không nhận được câu trả lời. Còn Moza thì đã về phòng. Cô lấy bức thư của anh trai lên xem lại một lần nữa. Trên thư còn có câu những gì đã mất sẽ được tìm thấy.
Thế là Moza quyết định sang phòng của La Sen hỏi xem con tàu đang quay đầu đi đâu. La Sen đáp rằng anh đang quay tàu đến tọa độ trong bức điện tín, đó rất có thể là con tàu Prometheus và anh sẽ giải thích nó cụ thể hơn ở đại sảnh trong một giờ tới. Khi Moza rời đi thì La Sen cũng lấy ra một bức thư khá giống với thư của anh trai Moza. Trên đó cũng có câu những gì đã mất sẽ được tìm thấy. Một giờ sau, tất cả hành khách khoang thương gia đã có mặt tại đại sảnh, thuyền trưởng thông báo cho mọi người sự việc vừa diễn ra, tuy nhiên rất nhiều người đã phản đối quyết định quay đầu vì bức điện tín không hề nói rõ ràng. Nhưng La Sen chỉ nói rằng con tàu Prometheus đã chở 1.423 hành khách cùng 550 thuyền viên, nên rất có thể vẫn còn nhiều người sống sót trên đó. Người đàn ông có tên Angel nói rằng anh ta đã bỏ một số tiền lớn cùng anh trai để đến New York. Cho nên Angel yêu cầu La Sen quay xe đi theo đúng lịch trình chứ không phải là một bức điện tín không đáng tin cậy. La Sen nghe vậy đã tỏ vẻ khinh bỉ rồi rời đi. Còn bên dưới con tàu thì Alex đang nhìn ngắm một tấm ảnh về tượng nữ thần tự do. Mặt sau tấm hình cũng là một bức thư có địa chỉ tại New York. Bất ngờ người đàn ông da đen lúc trước cũng đi đến chỗ Alex vì anh ta mang áo của thủy thủ đoàn nên Alex tưởng anh ta đến đuổi mình đi. Nhưng anh da đen đã yêu cầu Alex ở lại, anh ta muốn mẫu bánh mì trên tay chứ không muốn hại Alex. Nghe vậy Alex liền đưa bánh mì trên tay cho anh da đen. Cả hai bắt đầu giới thiệu tên cho nhau, thì ra anh da đen có tên là Jason. Bên trên thì Moza không ăn tối mà ra ngoài ngắm hoàng hôn. La Sen cũng phát hiện ra người đẹp và tiến đến chào hỏi. Moza cho biết đã có lời đồn về thuyền trưởng, nhưng La Sen không hề quan tâm mà chỉ hỏi thăm Moza. Khi cả hai đang nói đạo lý thì họ nhìn thấy một con tàu khổng lồ xuất hiện trước mắt. La Sen liền cho đàn em bắn pháo sáng cứu hộ. Rất tiếc là con tàu trước mắt không hề có tí phản hồi nào, cho nên thuyền phó Sebastian khuyên La Sen nên quay lại hành trình. Còn việc cứu hộ một con tàu ma trước mắt hãy để cho công ty tàu, đội trưởng đội an ninh Phở Săn cũng khuyên La Sen nên làm điều đó. Tuy nhiên La Sen ra lệnh cho Sebastian chỉ huy tàu lúc mình đi vắng, còn anh sẽ đi tàu cứu hộ qua Prometheus. Moza cũng quyết định đi theo La Sen để tìm hiểu. Trên đường xuống khoang cứu hộ, một thuyền viên đã nhìn thấy linh mục Sami nên muốn thuyền trưởng thuyết phục anh ta đi theo. Tuy nhiên Sami đã tỏ vẻ rất do dự, thấy cậu em Angel đã thuyết phục Sami rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Sami nhìn Angel với ánh mắt chiều mến rồi quyết định đi theo La Sen. Khi đến khoang cứu hộ thì cả đoàn đã phát hiện ra Jezom cùng Alex. Phổ Gian thấy Jezom rất lạ nên yêu cầu anh ta trở về vị trí làm việc. Đúng lúc này thì anh thuyền viên khi nãy phát hiện ra biển đạn đứng lặng. Điều này quả thực là rất bất thường giữa đại dương mênh mông. Thế nên anh ta quyết định sẽ không qua con tàu đen tối trước mắt nữa. Biết không thể trông cậy vào các thằng đệ ăn hại của mình, La Sen đã yêu cầu Alex cùng Jezom đi theo. Cuối cùng 6 người La Sen, Phổ Gian, Moza, Jezom, Alex cùng Jami chèo thuyền cứu hộ sang Prometheus. Rất nhanh họ đã bước lên khoang cứu hộ của con tàu. Alex bắt đầu thắc mắc rằng tại sao không có ai xuất hiện cả. La Sen lập tức trấn an cậu. Có điện tín đã được gửi đến nên chứng tỏ vẫn có người còn sống. Thế là cả nhóm bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Bên này Sebastian đã thấy mọi người vào trong qua ống nhòm. Bất ngờ Aigen thông báo rằng điện tín đã ngừng gửi tọa độ. Anh thuyền viên cho rằng người gửi điện tín đã thấy tàu cứu hộ nên ngừng gửi. Còn nhóm cứu hộ vẫn đang tìm kiếm khắp nơi nhưng không hề thấy ai hay bất kỳ cái xác nào cả. Mọi thứ trên tàu cũng bị xáo trộn rất nhiều. Khi đang quan sát thì La Sen nhìn thấy một dây vải dưới đất. Anh cầm nó lên thì thấy hoa văn quen thuộc. Điều này khiến La Sen rất sốc. Tuy nhiên lúc Moza đến hỏi thăm thì La Sen lại nói không có gì cả. Tiếp đó cả nhóm di chuyển đến khoang chỉ huy. La Sen lại điếng củ xà vì nhìn thấy chiếc máy điện tín đã bị phá hủy. Moza liền hỏi La Sen rằng như thế này thì gửi điện tín cái quần que gì. Đúng lúc này có một người đàn ông ướt đẫm đã trèo lên cớt bơ. Anh ta nhìn về Prometheus rồi chậm rãi tiến vào trong. Còn nhóm cứu hộ thì tiếp tục di chuyển đến phòng ăn. Tại đây Moza đã nhìn thấy một con bọ giống trong ký ức của mình. Con bọ bắt đầu di chuyển, nó dẫn Moza đến một cái tủ bị khóa kín bên ngoài bằng cọc thép. Moza chưa hiểu chuyện gì thì bên trong cái tủ có người đạp rất mạnh. Điều này khiến cả nhóm sợ xanh mặt, nhưng rất nhanh Moza đã lấy lại được bình tĩnh và tiến đến mở nó ra. La Sen thì rút súng ra thủ sẵn để phòng điều bất trắc. Không ngờ khi Moza mở cửa ra thì phát hiện một cậu bé ở bên trong. Cậu bé không nói câu nào mà tay cầm bọc vải tiến về chỗ Moza. Tiếp đó cậu bé lấy một chiếc kim tự tháp màu đen ra đưa cho người đẹp. Ở bên này, người đàn ông vừa trèo lên thuyền đã đến trước phòng Moza. Anh ta chỉ đứng trước đó một lát rồi tiến qua căn phòng bên cạnh. Bất ngờ người đàn ông lại lấy một con bọ màu xanh giống thứ Moza vừa nhìn thấy. Anh ta liền bỏ nó xuống trước cửa. Lúc con bọ bò vào trong thì cánh cửa tức khắc được mở ra. Sau đó nhóm cứu hộ cũng trở về. La Sen bắt đầu nhìn thấy ký ức về gia đình của mình. Đó là khoảnh khắc khi La Sen trở về thì nhìn thấy cảnh tượng căn nhà của mình bốc cháy cùng vợ và các cô con gái bên trong. Trong lúc la hét tuyệt vọng thì có một giọng nói bảo anh hãy tỉnh dậy. Khi đã thoát khỏi cơn ác mộng thì trời đã sáng. La Sen bàng hoàng nhìn lại sợi dây vải anh vừa nhặt được tối qua, dường như nó là dây cột tóc của cô con gái. Đúng lúc này thuyền phó Sebastian đến đưa điện tín từ công ty đóng tàu gửi cho La Sen, trong đó chỉ ghi ba từ là đánh chìm tàu. Chưa dừng lại ở đó, tất cả la bàn trên tàu đều quay loạn xạ mất phương hướng.
Điều này khiến các thuyền viên hoảng sợ và đặt mọi nghi vấn lên người cậu bé duy nhất còn lại trên bờ Mithiot, còn cậu bé thì đang ở phòng Moza và ngủ thiếp đi từ tối hôm qua. Người đẹp bắt đầu quan sát chiếc kim tự tháp của cậu bé. Cô còn tìm thấy trong áo của cậu ta có một chiếc nhẫn rất giống nhẫn cưới. Tuy nhiên Moza cũng không hiểu chúng là gì mà rời đi dùng bữa sáng. Ngay khi Moza rời đi thì cậu bé đã mở mắt ra. Bên dưới bồn đốt nhiên liệu thì các đồng nghiệp của Elak cũng đang hoang mang khi biết chỉ còn một cậu bé sống sót trên con tàu bơm Mithiot. Vì không tìm thấy bất kỳ xác chết nào nên họ cho rằng cậu bé đó có liên quan. Lúc này Larsen cũng đến gặp Elak, thuyền trưởng yêu cầu anh đi kiểm tra số than còn lại và phải giữ bí mật. Một lát sau, Larsen bắt gặp Moza trên đường về. Thuyền trưởng hỏi Moza thử cậu bé bí ẩn kia có tiết lộ gì không, và câu trả lời khiến Larsen khá thất vọng. Anh bắt đầu hỏi người đẹp rằng ai đã nhốt cậu bé đó, ai đã gửi điện tín, tại sao Bermithiot chỉ có mỗi cậu bé. Nhưng Moza chỉ biết cái quần què, dường như thuyền trưởng đã hoảng loạn trước những thứ bất thường vừa diễn ra. Đúng lúc này Larsen lại nghe thấy tiếng hát quen thuộc nên rời đi. Sau đó Moza quay về thì thấy một người đàn ông lạ đang đứng trước phòng mình. Anh ta liền giải thích rằng đã nghe tiếng khóc bên trong nên định gõ cửa xem thử, nhưng nếu chủ phòng về thì tốt quá. Tiện thể người đàn ông lạ giới thiệu mình tên là Danny. Moza cũng giới thiệu tên mình và hỏi Danny rằng cả hai đã gặp nhau chưa, bởi vì nhìn anh rất quen. Nghe vậy Danny lưỡng lự đáp là chưa gặp nhau bao giờ. Người đẹp cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà tiến vào phòng đưa đồ ăn cho cậu bé. Moza hỏi cậu ta rất nhiều điều. Tuy nhiên cậu bé không hề nói gì cả mà chỉ đưa chiếc kim tự tháp cho cô. Bên trên khoang chỉ huy thì Larsen cũng đang đặt câu hỏi với thuyền phó của mình. Đó là việc con tàu của họ chở quá ít hành khách cũng như hàng hóa so với sức chứa của nó, cho nên chắc ăn công ty tàu sẽ không kiếm được lợi nhuận. Trong khi con tàu Bermithiot là một khối gia tài khổng lồ với 45.000 tấn thép có thể đi biển được, vậy mà họ vẫn muốn đánh chìm tàu. Thuyền phó không hề trả lời bất cứ điều gì mà quay sang nhìn các thuyền viên đang lo lắng. Sebat khuyên Larsen nên giải quyết vấn đề trước mắt là sự lo lắng của thuyền viên và khách hàng. Đó là giải thích tại sao họ lại đứng yên và cậu bé kia có vấn đề gì. Nghe vậy Larsen nói rằng mình sẽ ra quyết định vào tối nay. Khi Larsen rời đi, Ferjan hỏi Sebat rằng làm sao có thể đánh chìm con tàu siêu to khổng lồ kia được. Sebat đáp rằng sẽ phải đợi quyết định từ thuyền trưởng. Giờ đây Ferjan đã không còn tin tưởng vào Larsen nữa nên muốn Sebat thay thế thuyền trưởng, bởi vì anh ta cho rằng tâm trí Larsen không còn ổn định, nhất là sau khi vợ Larsen đã phóng hỏa tự thiêu mình cùng ba cô con gái. Một lát sau, Larsen đã về đến phòng và xem lại bức thư có hàng chữ những gì đã mất sẽ được tìm thấy. Khi đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì có tiếng hát vang lên. Anh lần theo âm thanh thì thấy cô con gái Nina của mình bước qua. Larsen vội vã đuổi theo đến một căn phòng. Bên trong vợ cùng ba cô con gái đang ngồi bất động. Bỗng nhiên lò sưởi vụt cháy. Cô con gái lớn Nina bắt đầu cất tiếng hát. Hai cô con gái út thì chơi đùa cùng nhau. Còn vợ Larsen đang ngồi thêu áo. Mãi lát sau, người vợ quay lại thì thấy Larsen đang khóc. Cô nói với Larsen rằng anh lại về muộn. Sau đó người vợ dẫn hai cô con gái út đi ngủ. Còn Nina thì nói với Larsen rằng những giấc mơ đã quay trở lại. Tuy nhiên Larsen chỉ biết rơi nước mắt nhìn cô con gái và nói cô không có thật. Nina không hiểu bố của mình nói gì. Cô khuyên ông nên nói chuyện với mẹ. Larsen nghĩ đây chỉ là một giấc mơ nên tranh thủ ôm cô con gái vào lòng. Đúng lúc này Nina lại bốc cháy hất Larsen bay đi. Ông bố tội nghiệp bị đẩy đến một căn phòng u tối. Khi nhìn lại thì đó lại là căn phòng vừa rồi nhưng đã bị thiêu rụi. Bất ngờ Larsen thấy một con bọ màu xanh dưới đất. Nó bò vào lò sưởi rồi biến mất. Larsen lần theo con bọ thì phát hiện một cầu thang dẫn lên trên. Thuyền trưởng leo lên để tìm hiểu thuộc hư, không ngờ ở trên lại chính là căn phòng của mình. Larsen hoảng hốt nhìn lại thì thấy nắp của đường hầm bên dưới có in biểu tượng kim tự tháp của công ty đóng tàu. Bên này Moza đang kể chuyện cho cậu bé bí ẩn nghe vì nghĩ cậu ta đang bị suy sụp tinh thần. Khi người đẹp kiểm tra sau lưng gái cậu bé thì phát hiện ra dấu kim tự tháp của công ty đóng tàu. Bất ngờ cậu bé bí ẩn nắm chặt tay Moza và ra dấu im lặng. Tức khắc tiếng gõ cửa vang lên nhiều lần. Lập tức Larsen hùng hổ lao vào túm cổ cậu bé bí ẩn. Anh hét lên rằng chuyện gì đã thật sự xảy ra trên bờ Mithiot. Thấy cậu bé lên cơn hoảng sợ, Moza vội vàng kéo Larsen ra ngoài nói đạo lý. Khi hai người lớn bước ra ngoài thì cậu bé đã tức khắc bình tĩnh trở lại và tiến lại gần cửa để nghe lén cuộc hội thoại. Larsen nói rằng tại sao mình lại gặp cô con gái đã mất kể từ lúc cậu bé bí ẩn xuất hiện. Moza biết Larsen đang hoảng loạn nên khuyên anh nên bình tĩnh trở lại. Đúng lúc này Danny xuất hiện đã khiến cho Larsen phải rời đi. Moza cũng chào xã giao với Danny rồi mở cửa vào trong phòng. Khi cánh cửa mở ra, cậu bé bí ẩn và Danny đã nhìn nhau không chớp mắt. Đến chiều, Zezom đã đụng mặt Ferjan đang đi tuần. Biết mình đã bại lộ nên Zezom lập tức bỏ chạy. Rất tiếc là hai thuyền viên khác đã chặn đường Zezom lại. Tuy cả hai không phải là đối thủ của Zezom nhưng Ferjan cùng một thuyền viên khác đã đuổi đến nơi. Kết quả là Zezom đã bị đánh hội đồng đến bất tỉnh. Còn Elak thì đang đến báo cho thuyền trưởng rằng chỉ còn 3.000 tấn than và hỏi khi nào họ sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Larsen không đáp lại sự lo lắng của Elak mà hững hờ đóng cửa phòng. Bên này Moza cũng đang đắm chìm vào bức thư, thấy thế cậu bé bí ẩn đã tiến đến chỗ cô. Người đẹp liền tâm sự với cậu bé rằng mình muốn tìm anh trai trên tàu Bermithiot, rất có thể anh ấy đã gửi bức thư này đến cho cô.
và trên bức thư cũng có biểu tượng giống trên cổ cậu bé, nên Moza rất mong cậu bé bí ẩn nói cho mình những chuyện đã xảy ra trên Prometheus. Tuy nhiên cậu bé vẫn không hề nói một câu nào. Ngay lúc này, thuyền viên thông báo cho mọi người tập trung ở đại sảnh để họp với thuyền trưởng. Moza dặn dò cậu bé bí ẩn ở yên trong phòng rồi rời đi. Khi tất cả đã lên đường đến đại sảnh thì Dani đã thả con bọ màu xanh của mình xuống đất. Con bọ nhanh chóng chạy đến chỗ Ada, cô bé rất thích thú với con bọ nên đã đi theo nó lên trên boang tàu. Khi con bọ dừng lại thì Dani đã xuất hiện và bỏ nó vào túi. Dani nói với Ada rằng chú xin lỗi, điều này làm cô bé rất hoảng sợ. Bên trong đại sảnh, thuyền trưởng thông báo với tất cả khách VIP rằng sẽ kéo tàu Prometheus về châu Âu bởi vì số nhiên liệu còn lại không đủ để kéo thêm một con tàu nữa đến Mỹ. Nghe vậy, rất nhiều hành khách đã phản ứng ra mặt, trong đó nổi trội nhất là Lucian cùng tú bà Wilson. Dani cũng đã lẻn lại vào trong để tránh chú ý, còn Lasen thì không giải thích thêm gì mà rời đi. Thay thế Moza cũng đi theo để hỏi lý do tại sao. Lasen nói rằng công ty đóng tàu đang muốn che giấu thứ gì đó nên đã gửi điện tín đánh chìm tàu. Chưa dừng lại, ai đó đã gửi cho thuyền trưởng một bức thư với hình ảnh của gia đình anh bên trong. Moza mở ra thì thấy nó còn có một mẫu báo về con tàu Prometheus. Bên ngoài là hàng chữ những gì đã mất sẽ được tìm thấy cùng con dấu tam giác giống bức thư của mình. Điều này khiến Moza rất bất ngờ, nhưng cô vẫn khuyên Lasen quay lại vì người đẹp không muốn trở về châu Âu. Tuy nhiên Lasen đã từ chối thẳng thừng và rời đi. Một lát sau con tàu Prometheus bắt đầu được kéo về châu Âu. Ferdinand cho rằng nên đánh chìm tàu thay vì kéo nó về. Anh ta rất lo lắng và rời đi. Trên đường về phòng, Ferdinand đã nhìn thấy thứ gì đó khiến anh ta rất hoảng loạn. Còn Sebas thì tiến đến chiếc máy điện tín ngay lúc nó hoạt động. Anh ta nhìn vào các dòng mã rồi quan sát xung quanh để chắc chắn không có ai nhìn thấy. Cảnh chuyển đến Moza đang ngắm nhìn chiếc kim tự tháp cùng cậu bé bí ẩn nằm ngủ. Người đẹp lấy mặt dây chuyền lục giác của mình ra quan sát rồi lại tiếp tục nhìn cậu bé. Phòng bên cạnh thì Dani cũng đã trở về. Bất ngờ anh ta lại lấy tấm hình của Moza ra ngắm nhìn. Điều này chứng tỏ Dani đã quen Moza từ trước nhưng không rõ lý do anh ta nói dối. Ferdinand cũng nhanh chóng đưa thuyền trưởng đến quan sát thứ mà mình vừa nhìn thấy. Đó chính là xác của cô bé Ada. Việc này khiến Lasen rất sốc. Anh thẫn thờ quay sang nhìn con tàu mà mình đã tìm kiếm. Bất ngờ là khoảnh khắc này của Lasen cùng các thuyền viên khác lại được chiếu lên 9 chiếc TV ở một nơi nào đó. Sáng hôm sau, một làn sương mù dày đặc đang chậm rãi bao quanh con tàu. Zetter cũng đã phát hiện em gái mình biến mất nên vội vã đi tìm. Nhưng khi lên trên thì cánh cửa đã đóng kín. Anh chỉ biết rơi nước mắt gọi tên Ada, còn xác của Ada đang được một bác lang băm chuẩn đoán. Ông ta không tìm được nguyên nhân tử vong nên cho rằng cô bé đã chết vì đột quỵ. Tuy nhiên Moza vừa mới thấy cô bé rất khỏe mạnh nên đã bác bỏ nguyên nhân này. Nghe vậy tên lang băm liền sỉ nhục Moza vì thời bấy giờ phụ nữ không được xem trọng. Khi ông chú lang băm rời đi, Lasen yêu cầu mọi người phải giữ bí mật chuyện này. Một lát sau, sương mù đã bao phủ toàn bộ, Lasen ra lệnh tạm dừng con tàu lại để đợi sương tan. Thuyền trưởng tiếp tục yêu cầu Moza đi theo mình vì có thứ cần cho cô xem. Nhân lúc thuyền trưởng rời đi, Ferdinand nói với thuyền phó cùng hòa tiêu rằng thuyền trưởng đã mất trí, còn thuyền trưởng thì dẫn Moza về phòng mình. Anh cho người đẹp xem dây cột tóc của cô con gái cùng căn hầm bên dưới phòng mình. Khi chứng kiến biểu tượng giống trên bức thư cùng đường hầm thì Moza biết Lasen không bị điên. Nghe Lasen muốn quay lại Prometheus một lần nữa để tìm hiểu thì Moza cũng muốn đồng hành. Bên dưới khoang hạng 2, các hành khách đang bất bình với quyết định quay tàu lại. Chưa kể Ada đang mất tích mà phi hành đoàn không hề có phản ứng gì. Lúc này Toy cũng đến thông báo tin buồn cho ông bố Anker và bà mẹ Ivan rằng không tìm thấy Ada. Dường như Anker là thủ lĩnh của bọn họ nên người vợ Ivan muốn ông kêu gọi mọi người cầu nguyện cho Ada. Bên này Lasen cùng Moza đang được Ferdinand thả thuyền cứu hộ xuống. Khi Ferdinand rời khỏi khoang cứu hộ, Sebas đã bí mật mở một cánh cửa nhỏ gần đó. Bất ngờ bên trong lại là một bộ điện tín. Sebas bắt đầu gửi tín hiệu cho một ai đó. Đồng thời cậu bé bí ẩn trong phòng Moza cũng có hành động kỳ lạ là chui xuống giường. Sau đó Ferdinand đã đến chỗ Toy để nói sự thật. Anh ta đưa cô nàng đến trước xác của Ada. Khi thấy cô em gái bé bỏng của mình đã mất, Toy vô cùng đau lòng và bế cô bé về bên người thân. Ferdinand cũng muốn giúp đỡ Toy phần nào nhưng đã bị cô chửi sấp mặt. Dường như Ferdinand cũng là một con người sống khá tình cảm. Còn Lasen cùng Moza đã đến phòng chỉ huy. Tuy nhiên họ không hề tìm thấy nhật ký hàng hải. Thế nên Lasen tiếp tục đi đến phòng thuyền trưởng để kiểm tra thêm. Bất ngờ trong phòng thuyền trưởng cũng có một đường hầm tương tự. Moza trèo xem thử nhưng chỉ thấy xung quanh là tường gạch màu đen. Ngay lúc này cậu bé bí ẩn cũng đã bước ra khỏi gầm giường của Moza. Rất nhanh Dani đã mở cửa căn phòng bằng con bọ màu xanh. Anh ta hỏi cậu bé rằng đã tìm thấy thứ đó chưa. Tuy nhiên cậu bé chỉ khẽ lắc đầu. Bên này Moza cùng Lasen cũng không tìm kiếm được bất cứ thứ gì nên bắt đầu thảo luận. Thuyền trưởng cho người đẹp biết rằng vài tháng trước ba tàu Đức đã bán cho một nhà đầu tư Anh có tên Henry Singleton. Công ty đóng tàu của ông ta đã sửa sang lại mọi thứ, và biểu tượng tam giác cũng chính là biểu tượng của công ty đóng tàu. Moza nghe vậy dường như đã nhận ra điều gì đó. Trong lúc đó, Zetter đã trở về và nhìn thấy mọi người đang cầu nguyện cho linh hồn của Ada. Nhìn thấy thi thể của cô em gái bé nhỏ,
Sester liền nổi điên đập vỡ cửa kín để cho linh hồn em gái siêu thoát. Toi biết anh trai cũng đang tuyệt vọng nên đến ngăn cản anh lại. Phở Gian đã chứng kiến toàn bộ cảnh buồn của gia đình Toi mà phẫn nộ rời đi. Trên đường về, Phở Gian lại thấy thêm 3 thi thể nằm dưới sàn. Điều này làm cho Phở Gian khá sốc và phải kéo chuông cảnh báo. Còn La Sen tiếp tục đưa Moza đến phòng nhiên liệu. Tại đây anh thấy một bảng điện tử giống như trên tàu Kerber. Công dụng của nó là để đo áp suất hơi nước nhưng nó lại chưa bao giờ hoạt động. Cho nên rất có thể bảng điện tử này là do công ty đóng tàu lắp đặt nhằm một mục đích khác. Tuy nhiên Moza đang quan tâm đến việc mọi người mất tích, cô hỏi nhiệt độ của lò đốt có thể tạo ra. La Sen đáp rằng mức nhiệt khi đốt trong lò là 900 độ C, nhiệt độ này bằng nhiệt độ của lò hỏa táng nên Moza nghi ngờ xác những người trên tàu bị thiêu tại đây. Người đẹp lập tức tìm kiếm bên trong các lò đốt xem thử có xương hay răng còn sót lại hay không. La Sen cũng làm điều tương tự và tìm thấy một mẫu giấy. Nội dung bên trong khiến anh khá bất ngờ mà quay sang nhìn Moza. Nhưng khi Moza hỏi La Sen đã tìm thấy gì thì thuyền trưởng đã phủ nhận và nói cả hai nên quay về. Một lát sau, La Sen cùng Moza đã về đến tàu cắt bơ. Moza bắt đầu chất vấn La Sen vì anh ta không hề nói một câu nào khi rời khỏi tàu bơ Mithiot. Nghe vậy La Sen không nói lý do mà yêu cầu ngược lại Moza nên giữ bí mật chuyện cả hai sang bơ Mithiot. Bên trên thì Phở Gian đã đưa xe bát đến xem 3 cái xác mới nhất. Tình trạng của họ giống như cô bé Ada. Giờ đây Phở Gian đã mất hoàn toàn niềm tin vào La Sen nên yêu cầu xe bát phải giành quyền chỉ huy tàu. Tuy nhiên, xe bát đã từ chối và nói hãy nghe lệnh từ thuyền trưởng. Thế là Phở Gian chỉ huy các thuyền viên cấp dưới mang theo vũ khí đến gặp các hành khách thường dân. Anh ta kêu gọi mọi người đảo chính quyền thuyền trưởng để đưa con tàu của họ quay lại đúng lộ trình. Rất nhiều người đã tiến đến lấy vũ khí để thực hiện cuộc đảo chính. Elak thấy thế liền rời đi để báo tin cho La Sen. Không ngờ là Phở Gian đã để ý từ trước nên đã cho người bắt giữ Elak lại. Rất nhanh Elak đã bị tống giam trong một căn phòng. Bên trong còn có Zezong đang bị trói. Lúc này La Sen cũng về đến phòng. Mẫu giấy anh vừa lấy được là danh sách hành khách tàu bơ Mithiot. Bất ngờ là trong danh sách lại có đầy đủ họ tên của Moza. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. La Sen ra mở cửa thì gặp Chazami. Anh ấy cảnh báo cho thuyền trưởng về những người đào chính. Nhưng đã quá muộn vì nhóm của Toi đã tới. Bên trên nhóm của Phở Gian cũng đi bằng đường từ khoan chỉ huy đến nơi. Trước 500 khẩu súng chĩa vào mặt thì La Sen đành phải bó tay. Trong lúc mọi người đang bận rộn với cuộc đào chính, Dani đã về phòng mình và lấy ra một bảng điều khiển rất kỳ lạ. Khi anh ta kéo các ô tròn trên đó đi thì bảng điện tử đo áp suất hơi nước trên tàu Kerber cũng bắt đầu hoạt động. Mỗi lần Dani di chuyển thứ tự các ô tròn đều khiến cho bảng điện tử nhảy liên tục. Không ngờ con tàu Kerber lại biến mất đi nơi khác bởi hành động này của Dani. Sáng hôm sau, Phở Gian đến phòng giam gọi Elak cùng Zezom đi. La Sen cùng Chazami cũng bị giam giữ tại đây. Nhanh chóng hai người Elak, Zezom đã được đưa lên boang tàu. Phở Gian ra lệnh cho cả hai phải ném những cái xác chết không rõ nguyên nhân xuống biển. Tiếp đó Phở Gian vào khoang chỉ huy thì phát hiện tàu bơ Mithiot đã biến mất. Hoa Tiêu cho rằng không phải tàu bơ Mithiot biến mất, mà là tàu của họ biến mất, bởi vì họ đang ở vị trí trước khi quay tàu lại vào 3 ngày trước. Nghe vậy tất cả đều hoang mang. Tuy nhiên điều này cũng có nghĩa họ đang gần đến đích hơn, cho nên Phở Gian ra lệnh chạy hết tốc độ đến Mỹ. Lúc này xe bát bị áp giải đến khoang hành khách thường dân. Tại đây anh ta tiết lộ rằng công ty đã gửi điện tín muốn đánh chìm tàu, rất có thể họ muốn các hành khách trên bờ Mithiot chết hết. Nhưng La Sen đã mang một cậu bé trên đó trở về. Kể từ đó các xác chết trên con tàu của họ ngày càng nhiều dần. Nghe vậy Iben đã đổ toàn bộ trách nhiệm lên người cậu bé bí ẩn. Bà ta chỉ huy mọi người đi săn lùng cậu bé để trả thù. Còn Moza đã đến phòng chỉ huy để yêu cầu được gặp La Sen. Phở Gian không đồng ý với điều này và cho đàn em áp giải cô về phòng. Bên dưới La Sen đang tháo ốp cửa thông gió để bỏ trốn. Chazami thì có nhiệm vụ canh gác. Rất nhanh La Sen đã mở cửa thông gió thành công. Một lát sau, Moza bị áp giải về phòng thì bắt gặp nhóm của Iben đã đứng trước cửa. Biết được ý đồ của nhóm người này nên Moza đã giải thích rằng cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh và không hề ra khỏi phòng từ lúc lên tàu, cho nên cô khẳng định cậu bé không hề liên quan đến những cái chết. Tuy nhiên bà mẹ đang giận dữ không hề quan tâm mà ra lệnh cho Zetter lấy chìa khóa trên người Moza. Rất nhanh Iben đã tiến vào phòng của Moza, bất ngờ là cậu bé bí ẩn lại không có ở bên trong. Điều này làm Iben giận dữ và chĩa súng chất vấn Moza. Zetter biết mẹ mình đang phát điên nên đã đứng ra ngăn cản bà lại. Sau khi lấy lại được lý trí, Iben ra lệnh nhốt tất cả mọi người trong phòng cho đến khi tìm được cậu bé. Thế là cả nhóm bắt đầu hành động và khóa cửa nhốt luôn Moza. Bất ngờ Moza lại nghe thấy một tiếng động bên dưới giường. Khi kéo chiếc giường ra, người đẹp nhìn thấy nắp hầm giống như phòng La Sen. Cô kéo nó ra thì thấy cậu bé bí ẩn đang ẩn nấp bên trong. Lúc này Dani đã đi đến căn phòng có bảng điện tử bí ẩn. Anh rút một dây nối trên đó ra cắm vào bảng điều khiển của mình. Sau đó là di chuyển các ô tròn trên bảng điều khiển khiến cho bảng điện tử nhảy theo. Ở bên trên, Zerom cùng Elak đang ném cái xác cuối cùng xuống biển. Tranh thủ lúc đám lính canh mất cảnh giác, Elak đánh lạc hướng giúp Zerom bỏ trốn. Không ngờ khi Zerom nhảy vào khoang hành khách đã gây tiếng động khiến đám lính canh phát hiện. Bọn chúng lập tức đuổi theo anh ra đen. Vì không còn chỗ để trốn nên Zerom đã gõ cửa phòng ngay mò. Khi cô nàng mở cửa ra thì Zerom đã nhanh chóng vào trong.
Bất ngờ là Lattimore vừa mới chỉ gặp Zeom một lần nhưng vẫn cho Zeom ở lại. Tuy nhiên, rất nhanh anh ra đèn quyết định rời đi. Lattimore hỏi lý do Zeom phải đi thì anh ta đã trả lời rằng việc đảo chính sẽ khiến tất cả có kết cục tồi tệ, thế nên anh ta phải đi giải cứu thuyền trưởng sớm. Nghe vậy, Lattimore cũng đi theo phụ giúp anh ra đèn một tay. Còn những người dưới trướng Iben vẫn đang tích cực lùng sục từng căn phòng ở khoang thương gia để tìm kiếm cậu bé bí ẩn. Moza cũng đang chất vấn cậu bé bí ẩn về công dụng của những căn phòng. Lần này cậu bé vẫn không hề nói câu nào. Biết không thể khai thác được gì nên Moza đã cậy khóa cửa để đưa cậu bé đi trốn. Thấy Moza mở cửa quá lâu nên cậu bé bí ẩn đã bỏ con bọ màu xanh xuống đất để mở cửa. Sau đó cả hai đi theo sự chỉ dẫn của con bọ. Bên này, Forzan cũng đang áp giải Elak về phòng giam. Khi vào trong, anh ta phát hiện Lassen cùng Jami đã bỏ trốn. Hai người Lassen, Jami cũng đã bỏ ra đến hành lang. Tại đây họ bắt gặp Zeom cùng Lattimore. Khi biết Zeom có ý định giúp đỡ thì Lassen tiết lộ rằng mình sẽ đi tàu cứu hộ sang Birmingham. Anh sẽ sửa máy điện tín để gọi giúp đỡ. Zeom cùng Lattimore quyết định sẽ chờ đến bến. Lúc này Lucien đã về phòng nhưng không thấy Lattimore đâu cả. Nghĩ có chuyện không ổn, Lucien lấy khẩu súng có một viên đạn duy nhất của mình để đi tìm vợ. Một lát sau, nhóm của Lassen đã đến khoang cứu hộ và bắt đầu thả thuyền xuống. Moza với sự chỉ đường của cậu bé bí ẩn cũng đã đến nơi. Không ngờ khi thấy Moza, Lassen đã thay đổi thái độ và chất vấn cô về con tàu Birmingham. Thuyền trưởng nặng lời rằng Moza đã nói dối trong thời gian qua. Thấy Moza bị to tiếng, cậu bé bí ẩn đã tiến đến trước mặt ngăn cản Lassen lại. Trong lúc cả hai đang tranh luận thì Zetter đã dẫn Forzan đến. Nhóm của Forzan chĩa súng vào mọi người ép họ phải giao ra cậu bé bí ẩn. Moza lập tức đứng ra che chắn cho cậu bé. Bất ngờ cậu ta lại bước đến chỗ Forzan mà không chút do dự nào. Zeom tiến lên bắt búa chơi khô máu thì bị Forzan bắn gục tại chỗ. Điều này khiến Lattimore la hét trong tuyệt vọng nhưng đám đàn em đã lôi cô đi. Còn Zeom thì nhớ lại kế hoạch đào ngũ và ăn cắp danh tính người chỉ huy đã mất của Lucien. Zeom đã phản đối kế hoạch này nên bị Lucien đánh ngất đi rồi nhốt vào ngục. Trước khi đi, Lucien đã để lại một huân chương cho Zeom và nói rằng anh sẽ cần nó để giảm án tù. Bởi vì Lucien sẽ về căn cứ gần nhất với danh phận chỉ huy và báo cáo Zeom là kẻ đào ngũ. Trước sự phản bội đáng khinh của Lucien, Zeom giật mình tỉnh giấc thì nhận ra mình đã bị bắn vào tay. Giờ đây Zeom đã ngập tràn lửa hận trong người và cầm chặt chiếc búa trên tay để làm điều đúng đắn. Rất nhanh anh ra đèn đã tìm đến nơi giam giữ những người phản đối. Sau vài đường quyền cơ bản, Zeom đã vả sấp mặt hai tên lính canh. Anh nhanh chóng mở cửa ra giải cứu những người bên trong. Zeom nói rằng đám đông còn lại đã mất kiểm soát. Nếu mọi người không muốn chết thì hãy cầm vũ khí lên ngăn cản những kẻ điên rồ lại. Bên trên boang tàu, tất cả người nổi loạn đã đưa cậu bé bí ẩn ra phán xét. Iben đứng ra phát biểu rằng cậu bé chính là quỷ dữ đã thu thập linh hồn của những người xấu số như trên con tàu Birmingham, vì vậy phải ném cậu ta xuống biển để chấm dứt mọi chuyện. Đúng lúc này có một tiếng súng vang lên, đó là nhóm ủng hộ thuyền trưởng xuất hiện để bảo vệ cậu bé. Moza hét lớn lên rằng những cái chết trên tàu không liên quan gì đến cậu bé. Tuy nhiên Iben đã tức khắc ra lệnh tấn công nhóm người Moza, thế là một cuộc hỗn chiến diễn ra, hai bên đấm nhau cháy máy, chỉ có Moza là vội vã chạy đến chỗ cậu bé bí ẩn. Nhưng rất tiếc, Iben đã ném cậu bé xuống biển. Khi Moza chạy đến nơi thì cậu bé đã biến mất trong làn nước. Trong lúc Moza đang thẫn thờ thì Dani đã chạy đến trấn an cô nên rời đi trước. Lassen cũng ra lệnh cho mọi người rút lui. Còn Lattimore thì chạy đến bên kiểm tra cho Zeom. Cả hai như tìm thấy nhau. Đang lúc đắm đuối thì Lucien đã vác súng đến uy hiếp Zeom phải thả Lattimore ra. Anh ta hét lên rằng tại sao Zeom lại đến đây. Không đợi câu trả lời thì Lucien đã kéo Lattimore đi. Quay lại trận chiến thì nhóm ủng hộ thuyền trưởng đã rút lui vào đại sành, còn nhóm nổi dậy rút vào khoang tàu. Moza giờ đây đã suy sụp khi chứng kiến cậu bé vô tội bị ném xuống biển. Thấy thế Dani đã cầm tay Moza để trấn an cô, trong vô thức Moza lại đưa tay nắm lấy tay Dani. Người đẹp cũng không hiểu tại sao nên đưa mắt qua nhìn anh chàng. Ngay lúc này Lassen lại qua phá đám bảo rằng muốn nói chuyện riêng với Moza, trong khi mắt lại nhìn Dani. Sau đó thuyền trưởng bắt đầu chất vấn Moza, anh ta đưa ra danh sách khách hàng trên tàu Birmingham có tên Moza và người đẹp đang che giấu điều gì. Moza thấy có tên của mình trong đó cũng há hốc mồm. Bất ngờ có tiếng gõ cửa trong tủ quầy bar vang lên, đó cũng là vị trí đã tìm thấy cậu bé trên tàu Birmingham. Mọi người bắt đầu ngỡ ngàng thì một ánh sáng bên trong lóe lên, cậu bé bí ẩn cũng tức khắc bước ra từ bên trong. Không nói câu nào, cậu bé đã lập tức đến ôm Moza. Bất ngờ Moza lại ngủ thiếp đi, cô mơ thấy một ngôi mộ trên một cánh đồng. Sau lưng ngôi mộ là một cơ sở nghiên cứu, khi để ý kỹ thì trên cây thập giá có chữ hãy tỉnh dậy. Tiếp đó là hình ảnh cô bị lôi đi theo mệnh lệnh của người cha. Hai tên đàn em lôi Moza đến một chiếc ghế và trói cô lại. Sau đó bọn chúng tiêm cho người đẹp một liều thuốc có màu đen. Điều này đã làm Moza tỉnh lại. Dani ở bên cạnh cho người đẹp biết rằng cậu bé đã bị nhốt lại trong tù. Moza lập tức đứng lên giải cứu cho cậu bé thì bị Lassen cản lại. Thuyền trưởng khuyên cô nên dừng lại vì Iben đã ném cậu bé xuống biển nên nó không thể nào sống sót để có mặt ở đây được. Tuy nhiên Moza không quan tâm đến việc đó mà muốn cứu cậu bé ra trước.
Nghe vậy, La Sen yêu cầu Mô Gia phải nói lý do tại sao tên cô lại có trên tàu Bermithius rồi mới thả cậu bé ra. Bên dưới khoang tàu, Phờ Gian đang trấn an những người nổi loạn rằng họ sẽ đến Mỹ. Cho dù thuyền trưởng có chiếm lại được phòng chỉ huy thì họ vẫn có thể chặn hướng bánh lái. Miễn là còn chiếm được buồng nhiên liệu thì không có việc gì xảy ra cả. Bất ngờ ai nút hỏi rằng nếu đến Mỹ thì họ vẫn bị tử hình vì tội nổi loạn. Nghe vậy, ai Ben nói rằng công lý sẽ đứng về người còn sống sót. Điều này có nghĩa là họ phải giết hết những người khác. Toi không chấp nhận được sự tàn ác của người mẹ nên đã đến chỗ thuyền trưởng để giúp đỡ cho anh. Còn cậu bé bí ẩn vẫn cố hết sức đạp mạnh vào cửa. Thay thế, Mô Gia liền tiến đến mở cửa thì bị đám người canh gác nổ súng bắn. Không ngờ Danny lại liều mình lao đến che chắn cho người đẹp, và còn bất ngờ hơn là thời gian đã đứng lại. Mô Gia không hiểu chuyện gì xảy ra, tuy nhiên người đẹp đã mở cửa cứu cậu bé bí ẩn ra trước. Cô chất vấn cậu ta rằng chuyện gì đã xảy ra. Cậu bé không hề trả lời bất cứ điều gì mà nắm tay dắt Mô Gia rời đi. Khi cả hai rời đi thì mọi người đã hoạt động trở lại. Đúng lúc này thì tiếng chuông cảnh báo vang lên. La Sen cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có một điều anh chắc chắn là cần phải chiếm lại buồng nhiên liệu. Bởi vì Phờ Gian đã cho con tàu chạy hết tốc lực ngày hôm qua, với tốc độ này thì nhiên liệu sẽ cạn kiệt trong 2 ngày nữa, khi đó họ sẽ lạc giữa biển trước khi đến được đất liền. Danny cũng đồng ý với điều này và muốn mọi người giúp chiếm lại quyền kiểm soát. Bất ngờ giờ phút này lại có tiếng tích tắc vang lên nhiều lần, ngay sau đó rất nhiều người đã bị mất kiểm soát, họ vô thức đi theo một hướng. May mắn thuyền trưởng, Danny, Sammy, cô nàng Choi và một số ít người khác vẫn còn tỉnh táo, những người bên dưới khoang thuyền cũng bị điều tương tự. Trong đó có cả Zetter, An cơ thấy con trai mình bị mất kiểm soát đã vội vã đi theo. Rất nhanh những người có vấn đề đã đi lên boang tàu. Điều kỳ lạ hơn là họ lại leo lên lan can rồi nhảy xuống biển. Khi ông bố An cơ phát hiện ra thì Zetter đã nhảy xuống biển. Cứ thế đã có rất nhiều người nhảy khỏi con tàu. Hoa Tiêu cùng cặp đôi Lucian cũng rất sốc trước cảnh tượng này. Bên này cậu bé bí ẩn đã đưa Mô ra về phòng. Người đẹp hỏi tiếng tít tóc vừa rồi là gì và mọi người đang đi đâu. Cậu bé viết trong giấy rằng họ đang nghe. Tiếp đó là nói nhỏ vào tai Mô Gia rằng cậu không thể nói điều này, cho nên Mô Gia cần phải hỏi đấng sáng tạo, còn thuyền phó Sebat cũng đang khẩn trương gửi điện tín cho một ai đó. Một lát sau, nhóm nổi loạn đã đụng độ với thuyền trưởng khi cả hai đi tìm hiểu tình hình. Trong lúc cả hai chĩa súng vào nhau thì Anger đã xuất hiện thông báo tin buồn rằng tất cả đang nhảy xuống biển. Iben nghe vậy đã không giữ được bình tĩnh nữa mà hỏi tình hình của Zetter. Ông bố đau buồn trả lời rằng con trai đã nhảy xuống biển, biết được mọi người đang tự tử. La Sen hét lên cho những người còn lại ngăn cản họ. Rất tiếc là đoàn người quá đông nên cho dù có cố hết sức vẫn không thể cản được ai. Danny tranh thủ cơ hội này liền chạy đi nơi khác. Elak trong lúc ngăn cản mọi người đã bắt gặp Linh Nhi đang thẫn thờ. Không nghĩ nhiều, Elak lập tức chạy đến chỗ người đẹp. Linh Nhi buồn bã nói rằng mẹ của cô đã nhảy khỏi thuyền. Quay trở lại với cậu bé bí ẩn, cậu ta đã chui xuống tầng hầm trong phòng Mô Gia và thả con bọ ra dẫn đường. Mô Gia thấy thế cũng đi theo cậu bé. Lần này cô lại nhìn thấy một đường hầm có ánh sáng ở bên dưới. Khi bò ra khỏi đường hầm thì người đẹp phát hiện đây là khung cảnh mình mơ thấy lúc nãy. Tuy nhiên trên cây thập giá không có hai chữ thức dậy. Điều này khiến Mô Gia hoảng hốt và nắm chặt mặt dây chuyền trên tay. Cô nhìn về hướng cơ sở nghiên cứu rồi quyết định đi tìm hiểu sự việc. Lúc này Danny cũng đang chạy sấp mặt đến phòng Mô Gia. Anh ta thấy căn hầm đã được mở ra thì tỏ vẻ rất hoảng hốt. Danny liền bước xuống dưới thì đường hầm đã bị đóng lại. Anh ta gấp rút lấy bảng điều khiển của mình ra thao tác. Rất nhanh đường hầm được mở ra một cách kỳ lạ. Khi Danny bò ra khỏi đường hầm thì thấy cậu bé bí ẩn đang đứng trước ngôi mộ nhìn về hướng cơ sở nghiên cứu. Anh tiến đến chỗ cậu bé và nói không nên làm như thế. Giờ nó đã biết cả hai đang ở đây. Cậu bé đáp rằng họ chưa bao giờ đi xa được đến thế này, nên có lẽ lần này sẽ thành công. Tuy nhiên Mô Gia vẫn chưa nhớ gì cả. Nghe vậy Danny cảm thấy rất buồn. Anh nói cậu bé hãy ở lại đây một thời gian, còn mình sẽ đi ngăn âm thanh đó lại. Và anh hứa ông ta sẽ không tìm thấy cậu bé. Bên này, Zezom đã chạy đến phòng Lucian. Lucian lập tức vác súng lên. Tuy nhiên, Zezom đã nhanh tay túm lấy Lucian. Sau một hồi giao cấu thì Zezom đã cướp được súng. Anh da đen yêu cầu Laimor trói Lucian lại. Tiếp đó, anh cũng trói thêm Laimor. Lucian nghĩ Zezom đang trả thù nên nói Zezom hãy giết mình mà tha cho Laimor. Anh da đen đáp rằng mình đến đây để cứu cả hai. Sau đó, Zezom cũng tự trói mình lại. Nhóm của Phờ Gian cũng kéo Iben đang mất lý trí về phòng và trói chặt bà lại. Tiếp đó họ tự trói chặt mình, Elak cũng làm điều tương tự với Linh Nhi. Ở một diễn biến khác thì Hoa Tiêu đang gửi tín hiệu cầu cứu về công ty, rất nhanh đã có câu trả lời là đánh chìm tàu. Một lát sau, Mô Gia đã vào bên trong cơ sở nghiên cứu, cô tiến vào căn phòng 1011 thì thấy chiếc ghế giống như trong giấc mơ, bất ngờ có giọng nói hỏi nó ở đâu. Mô Gia quay lại thì thấy ông già của mình đang cầm một mũi kim tim đen trên tay, cô lập tức chất vấn ông ta rằng người anh trai khia gian của mình đang ở đâu và tại sao cô ở đây. Nhưng chưa nhận được câu trả lời thì bố của Mô Gia đã biến mất. Còn Mô Gia tiếp tục bị hai tên đàn em lôi đi tiêm liều thuốc màu đen như trong giấc mơ. Người đẹp giật mình tỉnh giấc thì phát hiện mình đã quay về phòng. Cô vội vàng chạy đi tìm La Sen. Thuyền trưởng thấy Mô Gia đã lập tức chất vấn tại sao cô lại biến mất một cách khó hiểu.
Người đẹp đáp rằng đó là do cái kim tự tháp của cậu bé bí ẩn. Nghe vậy, La Sen đã kéo Mo ra về phòng mình. Tại đây, người đẹp tiết lộ tên thật của cô không phải là Mo Ra Phờ Lin, mà tên thật của cô là Mo Ra Singleton, còn Henry Singleton chính là ông già ruột. Cho nên Mo Ra nghĩ rằng những gì họ đã trải qua là một dạng thí nghiệm, bởi vì bố của cô bị ám ảnh về việc nghiên cứu não bộ. Rất có thể ông ta đã làm điều gì đó với con tàu này để nghiên cứu các hành khách. Tiếp đó, Mo Ra cho La Sen xem bức thư của mình. Cái tên Henry là do người anh Kiazan đặt cho cô. Kiazan đã hẹn Mo Ra 4 tháng trước ở Southampton để tiết lộ bí mật của người cha. Nhưng khi Mo Ra đến nơi thì người anh trai không hề xuất hiện. Người đẹp bắt đầu điều tra tung tích của anh trai. Mo Ra phát hiện một ngày trước đó con tàu Bermudius mà cha cô vừa mua đã xuất bến. Kèm với việc Kiazan đã mất tích 4 tháng, trùng với khoảng thời gian con tàu Bermudius mất tích và khoảng thời gian cô bị mất trí nhớ. Bất ngờ lúc này Mo Ra lại thấy con bọ màu xanh trên bàn. Người đẹp liền bắt nó cho vào một cái hộp. Sau đó cô đi xuống căn hầm trong phòng La Sen để làm theo cách cậu bé bí ẩn đã làm. Con bọ nhanh chóng đi xuyên qua bức tường, một đường hầm cũng được mở ra ngay sau đó. Mo Ra cùng La Sen đi vào trong thì phát hiện ra một căn nhà bốc cháy. La Sen rất sốc vì đây chính là căn nhà của mình. Lúc tiến vào trong thì không còn gì để bàn cãi nữa. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ là tại sao lại đặt được một không gian to lớn như này vào con tàu được. Như vậy Mo Ra tiết lộ rằng bên dưới phòng mình cũng có một không gian tương tự. Bên này, Sebat trở về phòng chỉ huy thì bắt gặp anh chàng Hoa Tiêu đang run sợ. Anh ta kể lại cho Sebat bức điện tín đánh chìm tàu vừa được gửi đến. Không ngờ Sebat sau khi xem xong đã lấy một bảng điều khiển giống cái của Dani ra. Anh Hoa Tiêu hỏi đó là cái quần què gì thì bị Sebat kéo nút. Thế là Hoa Tiêu đã chết giống như những người khác trên tàu. Một lát sau, Mo Ra cùng La Sen đã quay trở lại. Người đẹp cho rằng cha cô là người đứng sau mọi chuyện và Mo Ra kết luận những chuyện vừa xảy ra không thể là thật được. Tuy nhiên vẫn chưa đủ thông tin để diễn giải nó. Nghe vậy La Sen cũng lấy một danh sách hành khách khác ra cho Mo Ra xem. Trên đó có chữ ký của chính anh. Điều này chứng tỏ mọi thứ diễn ra quá phi lý. Bên dưới buồng nhiên liệu, Dani đang điều chỉnh bảng điện tử bằng chiếc bảng điều khiển của mình. Rất nhanh chiếc bảng điện tử đã tắt đi. Điều này giúp Dani thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ nhờ thế mà tiếng tít tắt đã dừng lại. Iber cũng vì thế nên đã lấy lại được tâm trí. Bà bắt đầu khóc lớn khi nhớ ra mình đã mất đi người con trai. Còn Sejong cũng cởi trói cho Lai Mo rồi rời đi. Thấy thế Lucien hỏi anh Da Đen lý do tại sao. Anh Da Đen chỉ nhìn lại Lai Mo rồi rời đi. Sau đó La Sen cùng Mo Ra lên trên boang tàu thì bắt gặp tú bà Wilson đã đứng đợi sẵn. Khi thấy Mo Ra, Wilson rất vui vẻ chào cô ngay. Bà ta nói rằng mình vừa mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ nhất. Rất nhanh, những người còn lại cũng đã đi lên trên. Tiếp đó xe bát xuất hiện và đưa cho La Sen bức điện tín đánh chìm tàu của công ty vừa gửi đến. Dani xuất hiện sau cùng, anh ta nói rằng rất có thể công ty đóng tàu muốn họ đánh chìm con tàu cướp bơ. Nghe vậy tất cả mọi người đều thần thờ. Ở một diễn biến khác, tên đàn em tìm thuốc cho Mo Ra đến đưa một bức điện tín từ dự án cướp bơ cho bố của Mo Ra. Khi đọc xong, ông ta ra lệnh cho tên đàn em nhắn lại rằng không còn nhiều thời gian. Sau đó ông ta đến kéo rèm che cửa sổ ra. Cảnh tượng trước mắt là một cái kim tự tháp khổng lồ rất giống cái mà cậu bé bí ẩn cầm. Đến tối con tàu đã dừng hoạt động vì không được tiếp thêm nhiên liệu vào trong. La Sen phân công cho Elak và Phờ Gian đến buồng máy khởi động động cơ. Tất cả đàn ông sẽ theo họ để cho nhiên liệu vào lò. Anker cùng Jambi sẽ ở lại trông coi máy điện tín với Sebat. Wilson có nhiệm vụ chỉ huy hội chị em tìm kiếm những người còn sống. Còn anh cùng Mo Ra sẽ đi tìm cậu bé bí ẩn. Lúc này, bảng điện tử mà Dani tắt trước đó đã khởi động trở lại. Bên trong nó là những chấm đen liên tiếp sinh sôi. Sau đó hội chị em cũng bắt đầu tìm kiếm những người còn sống sót. Trong lúc đi qua một căn phòng thì Wilson đã phát hiện chấm đen đang chuyển động trên cửa sổ. Vì tò mò nên cô đã lấy tay chạm thử. Bất ngờ các điểm đen đã kéo dài đâm vào tay Wilson. Cô bàng hoàng nhìn lại thì các điểm đen đã lan rộng trên tay. Nhóm đốt lò trên đường xuống buồng máy cũng phát hiện vật thể màu đen đang chuyển động. Lucien đưa tay chạm thử thì Dani ở sau đã cản lại. Dani nói rằng đừng nên chạm vào những thứ mình không biết. Bên này Mo Ra đưa La Sen đến căn hầm trong phòng mình để tìm kiếm cậu bé bí ẩn. Cả hai nhanh chóng tiến đến cơ sở nghiên cứu. Một lát sau, Dani đến phòng Mo Ra thì thấy cửa hầm đã mở. Anh lập tức xuống dưới để đuổi theo người đẹp, còn Mo Ra cùng La Sen đã đến căn phòng 1011 trong cơ sở nghiên cứu. Vì không tìm kiếm được gì nơi đây nên La Sen đã mở cửa sổ ra xem thử. Không ngờ phía sau cửa sổ lại là một vách ngăn giống như thân tàu. Mo Ra thấy vậy liền phá một cánh cửa khác, và phía sau nó vẫn là một vách ngăn như thân tàu. Điều này khiến cả hai rất sốc. Lúc này Sebat cũng giao lại nhiệm vụ trực máy điện tín cho Anker cùng Jami. Sau đó anh ta đi đến quầy bar và vào bên trong chiếc tủ mà cậu bé bí ẩn xuất hiện. Khi xe bắt đóng cửa lại thì một ánh sáng chói lóe đã vụt lên. Còn bên dưới buồng nhiên liệu thì team khởi động động cơ đang xúc than mệt mài. Lucien tranh thủ cơ hội này gửi lời xin lỗi đến Zezom, nhưng mà anh Da Đen đáp rằng xin lỗi cái quần què vì thằng đồng đội chơi chó như mày mà tao đã phải ăn cơm nhà nước. Lucien rất bình tĩnh trả lời rằng việc đó không còn quan trọng nữa vì anh sắp chết bởi khối u trong đầu. Đúng lúc này thì đèn đã sáng lại, cuối cùng thì động cơ đã khởi động lại sau một hồi xúc than mệt mài.
Thấy có điện lại nên Jami rất vui mừng, anh ta không thể kiềm chế được mà đến hôn vào má Anko một cái. Điều này làm ông bố có ba con đứng củ xả, còn Jami nhận ra mình đã bại lộ giới tính. Tuy nhiên, Anko đã nhanh chóng quên việc này vì giờ đây không có ai lái tàu. Ông lập tức lấy những cuốn sách hàng hải ra để tìm cách thì phát hiện một điều rất kỳ lạ. Tất cả các cuốn sách đều chỉ in một câu duy nhất là có thể cà phê của bạn sẽ tác động đến bạn trước khi thực tại làm điều đó. Điều này khiến cả hai tái xanh mặt. Quay trở lại với Sebat thì anh ta đã đến gặp ông bố Henry của Mauza. Henry nói rằng Sebat đã phá vỡ giao thức. Sebat đáp rằng tình hình đã vượt quá kiểm soát. Chỉ còn 48 phút nữa là đến lúc chuyển giao. Nghe vậy, Henry yêu cầu Sebat phải tìm được cậu bé vì họ cần khối kim tự tháp. Tiếp đó, Henry giảng đạo lý cho Sebat nghe. Con người chỉ thường không chú ý đến thực tại, họ chỉ thấy những gì họ muốn thấy. Nếu muốn nhìn thấy toàn cảnh thì phải thay đổi góc nhìn. Vừa nói, ông ta vừa khiến một khối than biến mất trên tay mình. Bên này, Moza cùng Lasen đã tìm khắp tòa nhà nhưng không hề thấy cậu bé. Trong lúc đang đi, họ bắt gặp vật thể kỳ lạ màu đen đang lan rộng. Moza rất tò mò nên đã đưa tay chạm thử. May mắn Dani đã xuất hiện kịp thời ngăn cản cô lại. Việc Dani xuất hiện tại đây khiến Lasen nghi ngờ và đã rút súng ra tra hỏi. Còn Moza thì cho rằng Dani làm việc cho bố của mình. Nghe vậy, Dani buồn bã hỏi Moza rằng không nhớ anh ta là ai hay sao. Lasen nghĩ Dani biết mọi chuyện nên đã áp giải anh ta đến phòng giam để khai thác thông tin. Khi sắp đến căn phòng 1011 thì Dani đã đứng lại. Anh ta nói với Moza rằng sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa và sẽ không rời khỏi cô nữa. Nói dứt câu, Dani đã đánh Lasen bất ngờ. Sau đó anh ta lấy bảng điều khiển của mình ra làm Lasen bay đến khu rừng gần nhà. Moza thấy Lasen biến mất đã chĩa súng chất vấn Dani. Lúc này Dani nói rằng anh và Moza đã kết hôn được 12 năm. Nghe vậy Moza cũng rơi nước mắt theo. Tuy nhiên người đẹp đã không tin điều này và hét lên rằng Dani là kẻ nói dối đang làm việc cho bố của cô. Dani cũng tỏ vẻ rất đau buồn và hét lên rằng mọi thứ nơi đây không có thật và muốn Moza phải nhớ ra. Nhưng chị đẹp chứ chị không có dễ tin người. Moza yêu cầu Dani bỏ bảng điều khiển xuống đất rồi nhốt anh ta vào căn phòng 1011. Sau đó Moza chạy ngược trở về phòng. Trên đường đi cô giận dữ hét lên rằng mình không bị điên. Người đẹp nói to với ông bố Henry của mình rằng cô biết ông ta đang theo dõi, cho nên hãy ra đây gặp mặt. Nhưng cho dù có la khản cổ họng thì cũng không có ai trả lời. Moza giận dữ ném khẩu súng làm không gian phía trước nứt ra. Âm thanh đó làm cho bố của Moza giật mình. Còn Moza khi nhìn lại đã phát hiện vết nứt. Cô tiến lại gần thì nhận ra không gian nơi đó như một mặt phẳng khổng lồ. Người đẹp bắt đầu mò mẫm thì nơi đó tiếp tục xuất hiện một đường thẳng. Moza lập tức kéo nó ra, phía sau lại chính là thang tàu. Bố của Moza cũng đã thấy toàn bộ chuyện xảy ra trên màn hình TV. Đến tối, hội chị em đã quay trở lại trên boang tàu và cho rằng tất cả mọi người đã chết. Lúc này, Wilson cũng phát hiện bàn tay mình đã bị vết đen phủ kín. Trong lúc hội chị em đang hoang mang thì một cơn bão đã xuất hiện trước mắt. Tỏ ý cho rằng đây không thể là sự thật được. Còn Lasen cũng đã trèo lên lại phòng của mình. Khi thắp đèn lên thì anh phát hiện ra mọi thứ xung quanh rất cũ kỹ. Lasen tiếp tục đi tìm hiểu thì càng nhận ra nơi đây rất giống trên tàu Bermithiot. Và cuối cùng thuyền trưởng đã phải tao con họa mi. Bởi vì xung quanh là rất nhiều xác các con tàu giống vậy. Bất ngờ cảnh chuyển đến Dani cùng Moza đang làm chuyện ấy với nhau. Khi chiến đấu xong, Dani nói với Moza rằng thực tại là tất cả những thứ diễn ra bên ngoài cơ thể chứ không phải bên trong tâm trí. Moza đáp rằng nếu không có tâm trí để cảm nhận thì thực tại đó cũng không hề có ý nghĩa. Nói dứt câu, người đẹp rời đi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Lúc Moza bước ra khỏi cửa, một tiếng chuông cảnh báo vang lên cùng câu nói tắt chương trình. Dani biết có điều không ổn liền chạy ra ngoài kiểm tra. Tuy nhiên anh chỉ thấy chiếc áo của Moza cùng cơ sở nghiên cứu phía trước. Đến đây Dani giật mình tỉnh giấc. Đúng lúc này có tiếng bước chân bên ngoài cửa. Dani nghĩ đó là Moza nên đã cầu xin cô mở cửa. Chương trình đã bắt đầu tắt nên không còn nhiều thời gian trước khi mọi người lại chết. Nghe vậy người đẹp vẫn quyết định không mở cửa và rời đi. Một lát sau Moza trở lại phòng. Kỳ lạ là căn phòng lại run lắc trong khi không gian bên dưới vẫn yên ổn. Cô tiến ra ngoài kiểm tra thì phát hiện mình đã ở giữa một cơn bão. Điều này khiến người đẹp rất lo lắng và cầm mặt dây chuyền trên tay. Còn hội chị em thì đã tập trung ở buồng lái với Anko cùng Jami. Vấn đề trước mắt của họ là không có người lái tàu. Thế là mọi người chia ra một nhóm đi cảnh báo cho những người dưới khoang nhiên liệu. Nhóm còn lại thì tìm kiếm thuyền trưởng. Wilson giờ đây đã kiệt sức nên đã ở lại. Bên dưới Dani cũng nghe được tiếng rền từ cơn bão phát ra trong vách tàu. Anh tiến đến kiểm tra thử thì phát hiện sau vách tàu là một không gian trống. Dani nhanh chóng cạy vách tàu ra thì thấy phía sau là một hệ thống dây điện lớn. Anh luồng lách vào đó để tìm đường rời đi. Quay trở lại với Moza, cô đang chạy đến phòng thuyền trưởng thì bắt gặp Sebat cũng đang tiến đến đó. Người đẹp hỏi thuyền phó có thấy Lasen đâu không thì anh ta đã hỏi ngược lại vì thấy cô đi cùng Lasen lúc trước. Moza đáp rằng thuyền trưởng đã rời đi từ trước thì Sebat tiếp tục hỏi tung tích cậu bé bí ẩn. Biết Moza cũng đang tìm kiếm cậu bé nên Sebat đã đi theo hướng ngược lại. Moza thì chạy đến phòng chỉ huy nhưng chỉ thấy Wilson đang lên cơn hoảng loạn. Người đẹp trấn an bà mối rồi tiếp tục đi xuống phòng của Lasen để kiểm tra. Còn Sebat đã đến phòng thay đồ. Bất ngờ anh ta lấy trong tủ ra một cái máy tính bảng.
Bên trong nó là vị trí hiện tại của các hành khách trên tàu cùng hàng chữ tắt chương trình sau 43 phút đếm ngược. Xe bát bắt đầu soi từng chi tiết để tìm cậu bé bí ẩn. Một lát sau, Moza đã đến căn nhà bên dưới phòng thuyền trưởng. Người đẹp tìm kiếm khắp mọi nơi thì bắt gặp vợ của Larsen. Cô hỏi xem Larsen có ở nhà không. Tuy nhiên người vợ chỉ trả lời như một con robot lập trình rằng Moza có bị làm sao hay đi lạc. Tiếp đó vợ của Larsen nắm rất chặt tay của Moza làm cô hoảng hốt bỏ chạy. Đồng thời bên này, Dani đi theo đường hầm dây điện đã phát hiện một cánh cửa. Anh mở ra thì đập vào mắt là quang cảnh hoang mạc cùng một cái giếng. Đây có thể là cảnh tượng trong mơ của các hành khách khác. Sau một hồi quan sát, Dani quyết định trèo xuống giếng. Hành động này của anh đã bị Henry phát hiện qua màn hình TV, còn Dani thì đã đến đường hầm khác. Anh tiếp tục tìm thấy một cánh cửa. Khi bước vào trong thì quang cảnh tuyết trắng đã xuất hiện. Dani quan sát một hồi đã phát hiện ra một cánh cửa khác nhấp nháy. Anh tiếp tục trèo vào đường hầm đó. Lúc này Moza cũng đã quay trở lại phòng thuyền trưởng. Cô quyết định đến phòng Dani để tìm hiểu. Người đẹp đẩy chiếc giường ra thì phát hiện ở đây cũng có tầng hầm giống phòng mình, kèm theo là một tấm hình dưới đất. Khi cầm nó trên tay, Moza ngỡ ngàng nhận ra đây chính là mình. Tiếp đó người đẹp xuống dưới tầng hầm, không gian bên dưới là một cái kim tự tháp khổng lồ. Bên trong nó là một căn phòng rộng rãi giống như trong giấc mơ của Dani. Lúc Moza đến gần chiếc giường thì một loạt hình ảnh cô cùng Dani xuất hiện trong đầu. Người đẹp còn thấy có rất nhiều tấm hình gần đó. Khi cầm lên xem thì đó lại là hình ảnh của Dani, cậu bé bí ẩn và chính bản thân cô. Tất cả những việc này đã khiến Moza rơi nước mắt. Ở diễn biến khác thì ba người Toy, Laimo cùng cha Jamie đã đến buồn nhiên liệu cảnh báo cho mọi người về cơn bão, sóng bên ngoài như ngọn núi tấn công con tàu từ mọi hướng. Nghe vậy Phờ Gian khẩn cấp yêu cầu Elak lái tàu, phải đâm thẳng vào chính diện ngọn sóng nếu không tàu sẽ lật. Những người còn lại phải cung cấp nhiên liệu đầy đủ thì mới có cơ may sống sót, còn anh sẽ đi đóng các vách ngăn để ngăn nước làm chìm con tàu. Thấy thế Toy quyết định đi theo Phờ Gian, Linh Nhi thì theo anh gấu Elak. Một lát sau, Dani đã quay trở lại quang cảnh bên dưới phòng Moza bằng đường hầm bí ẩn. Anh chạy đến mộ và mở nắp ra, bất ngờ bên dưới lại là một đường hầm. Dani trèo xuống dưới thì bắt gặp cậu bé bí ẩn. Giờ đây cậu bé gọi Dani là ông già, còn Dani thì xin lỗi vì đã để mất liên lạc. Đúng lúc này tiếng chuông cảnh báo lại vang lên. Dani nói với con trai rằng họ đang tắt chương trình. Cậu con trai tiếp tục hỏi Dani đã lấy được mã chưa. Dani đáp rằng mẹ vẫn không nhớ. Tuy nhiên hai bố con sẽ đưa mẹ ra ngoài để mẹ kết thúc vòng lặp này mãi mãi. Khi Dani rời đi, cậu con trai đã đưa cho anh chiếc nhẫn cưới với hy vọng lần này người mẹ sẽ tỉnh lại. Đúng lúc này xe bát đã tìm thấy vị trí của cậu bé. Anh ta gửi tin nhắn về cho Henry rồi cất máy tính bảng về vị trí ban đầu. Còn Elak cùng Linh Nhi đã chạy đến phòng chỉ huy. Cặp đôi lập tức song kiếm hợp bích để đưa bánh lái đâm thẳng vào cơn sóng. Chỉ cần chậm một tí nữa thôi con tàu sẽ lật vì chạy song song với sóng. Dani cũng đã trèo lên khỏi tầng hầm. Anh tiến ra ngoài thì con tàu đang rung lắc dữ dội. Bất ngờ Dani thấy cửa phòng mình đã được mở ra. Anh tiến vào trong thì tầng hầm đã bị mở tung. May mắn người bên dưới chính là Moza. Cô đang đăm chiêu tấm hình chụp chung mà không thể nhớ ra bất cứ thứ gì cả. Dani thấy người đẹp thẫn thờ đã tiến đến ngồi cạnh cô. Anh nói cậu bé là con của cả hai và có tên là Elliot. Người đẹp cho rằng đây là việc không thể vì bác sĩ đã nói cô không thể có con. Dani đáp rằng đó chỉ là ký ức giả. Tuy nhiên Moza không hề tin, ít ra cô sẽ có cảm giác gì đó nếu Elliot thật sự là con của mình. Dani trả lời rằng đó là do Moza đã muốn thoát khỏi nỗi đau, nhưng Moza vẫn không nhớ gì và hỏi Dani cụ thể đó là việc gì. Dani không trả lời mà nói anh biết cô sẽ nhớ. Khi Moza nhìn thẳng vào mắt Dani thì cô lại thấy rất nhiều ký ức thoáng qua. Cả hai bắt đầu giao môi, giờ đây ký ức trong Moza hiện về càng nhiều khiến người đẹp cho rằng Dani không có thật. Dani chậm rãi giải thích rằng tất cả đang bị kẹt trong giả lập. Anh muốn người đẹp phải nhanh chóng tỉnh dậy nếu không ý thức của cô sẽ mắc kẹt tại đây mãi mãi. Đúng lúc này tiếng chuông báo động lại vang lên. Dani nói rằng sẽ đưa người đẹp ra khỏi đây trước khi chương trình khởi động lại. Bên này Henry đang nhìn vào chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian chương trình khởi động lại. Nó chỉ còn 21 phút. Tin nhắn của Sebat gửi cũng đã đến tay Henry. Anh ta nói rằng đã tìm ra vị trí cậu bé. Còn Sebat đã tìm đến căn hầm dưới phòng Moza. Rất nhanh sau đó Dani cùng Moza đã lên lại căn phòng. Dani nói rằng giả lập đang được tắt. Lối thoát duy nhất là một mã ghi đè lên chương trình. Mật mã này đã được Moza giấu đi và ở đây nó có thể là bất cứ thứ gì. Nghe vậy Moza liền lấy ra mặt dây chuyền của mình. Bên trong nó là một chiếc chìa khóa nhưng cô không biết nó dùng để mở thứ gì. Thấy thế Dani liền hỏi Moza rằng có phải cô đã cầm nó từ đầu. Người đẹp đáp rằng nó được gửi đến cùng với một lá thư. Cô nghĩ rằng người gửi thư chính là anh trai của mình. Dani cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà hứa với Moza rằng lần này anh sẽ giúp cô tỉnh lại. Một lát sau, Dani đã dẫn Moza đến phòng thay đồ. Anh lấy chiếc máy tính bảng mà Sebat đã dùng lần trước ra cắm bảng điều khiển của mình vào. Dani giải thích rằng đã có rất nhiều lần giả lập quay đi quay lại. Mỗi lần như thế sẽ kéo dài 8 ngày và không tàu nào đến được đích cả. Moza đã kẹt trong vòng lặp này hàng chục lần. Một khi chương trình khởi động lại thì mọi thứ sẽ quay về điểm xuất phát.
nên lần này anh sẽ đưa cả hai qua cùng một cổng để có thêm thời gian. Bên dưới buồng nhiên liệu thì Lucian bất ngờ lên cơn động kinh. Lần này Lucian không mang theo thuốc nên đã gục ngã ngay tại chỗ. Thấy thế Lai Mo cùng anh ra đem đã vác Lucian về phòng. Không ngờ khi đến nơi anh ta đã không qua khỏi. Đúng lúc này con tàu đã va phải một ngọn sóng cực lớn. Cú va chạm khiến cho con tàu rung lắc dữ dội, buồng nhiên liệu cũng vì thế mà sụp đổ. Khi mọi thứ ổn định lại thì Jami nhận ra Angel đã bị một thanh sắt đè trúng. Angel giờ đây đã hấp hối. Anh ta cảm ơn Jami vì đã yêu mình hết lòng. Câu tiếp theo Angel xin lỗi Jami vì đã không thể ở bên chăm sóc cho anh được nữa. Dứt câu Angel cũng ra đi. Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Cơn sóng vừa rồi đã làm cho rất nhiều nước tràn vào. Con tàu vì thế mà đã chìm sâu hơn. Phở Gian cùng Toy đành phải đóng cửa khoang dưới để ngăn con tàu chìm đi. Rất tiếc là cánh cửa không có tay cầm, thế nên chỉ có thể đóng nó ở phía bên dưới. Trong giờ phút sinh tử, Phở Gian đã ngăn Toy làm điều dại dột và muốn cô hứa rằng sẽ sống sót. Nói dứt câu, Phở Gian đã đẩy Toy lên khoang trên, còn mình thì đóng cửa lại đợi là nước tràn vào. Giờ đây bố mẹ của Toy cũng không chạy kịp nên đành ôm nhau trước khi chết. Rất nhanh Phở Gian cùng bố mẹ của Toy đã ra đi. Bên này Linh Nhi cũng nhìn thấy người mẹ đã mất của mình đứng trước mũi tàu. Người đẹp lập tức chạy đến bên người mẹ yêu dấu. E Lắc thấy vậy cũng chạy theo Linh Nhi. Anh chạy đến nơi và hét lên để Linh Nhi tỉnh táo trở lại. Thì ra hình ảnh người mẹ chỉ xuất hiện trong trí óc của Linh Nhi. Khi E Lắc tiến đến kéo em gấu lại thì một cơn sóng ập đến cuốn trôi anh đi. Henry đã quan sát tất cả cái chết qua màn hình TV. Lúc này Sebat đã bắt Elliot đến nơi. Henry nói với cháu ngoại rằng cảm xúc là thứ khiến các hành khách chết đi chết lại đến hàng chục lần. Rất nhanh sau đó, Danny đã dẫn Moza trở về phòng của cô. Bất ngờ cửa xuống tầng hầm đã biến mất. Khi cả hai đang thẫn thờ thì giọng nói của Henry vang lên. Ông ta khen kế hoạch của Danny rất thông minh, tuy nhiên anh đã thất bại một lần nữa, bởi vì lập trình lại như chút ít vừa rồi không có tác dụng gì, tất cả người trên tàu sẽ chết và tham gia vào gia lập tiếp theo. Nghe vậy Moza đã giận dữ chất vấn mục đích của ông già mình. Nhưng Henry không hề trả lời mà yêu cầu Moza đổi chìa khóa lấy con trai. Ông ta nói thêm rằng Moza biết cách tìm mình rồi cúp máy. Đến đây Danny đưa lại nhẫn cưới cho Moza, anh nói với vợ rằng hãy cố nhớ mọi chuyện và tin tưởng mình, dứt câu Danny cũng rời đi. Còn Henry thì đang chậm rãi mở khối kim tự tháp của Elliot ra. Bên trong là một chiếc khóa. Ông ta lạnh lùng nói với cháu ngoại rằng Cooper sẽ bị chuyển vào kho lưu trữ. Và khi Moza đem chìa khóa đến thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Lúc này trên loa cũng thông báo rằng 10 giây nữa sẽ tắt chương trình. Khi tiếng thông báo đếm ngược đến không thì con tàu Cooper bắt đầu rơi xuống một vòng xoáy khổng lồ. Bất ngờ bên dưới vòng xoáy lại có ánh sáng. Khó hiểu hơn là Linh Nhi cũng không hề bị trọng lực tác động. Người đẹp thẫn thờ chứng kiến cảnh tượng khó tin này. Rất nhanh con tàu đã đi đến cuối vòng xoáy. Không ngờ điểm kết thúc của vòng xoáy lại là một đại dương có rất nhiều xác tàu. La Sen thấy con tàu Cooper xuất hiện tại đây đã vô cùng kinh ngạc. Tất cả những người còn sống trên Cooper cũng đã lên trên và há hốc mồm khi thấy thuyền trưởng. Cảnh chuyển đến lúc Elliot đưa cho Moza con bọ màu xanh. Cậu vừa tìm được nó nhưng lại rất thích, thế nên Elliot nhốt nó vào một chiếc hộp để giữ lại. Thấy thế Moza khuyên cậu con trai nên thả nó đi, bởi vì cậu không thể giữ nó mãi mãi. Và một ngày nào đó cậu trưởng thành thì người mẹ cũng phải để cậu rời đi. Nghe những lời này Elliot có chút buồn bã. Tuy nhiên cậu vẫn thả con bọ đi và nói với Moza rằng mình sẽ ở bên cạnh bố mẹ mãi mãi. Nói dứt câu thì Elliot lại mở mắt ra ở một không gian khác. Trên tay cậu là chiếc áo của người mẹ Moza. Elliot bàng hoàng nhận ra người mẹ yêu dấu đã biến mất. Cậu liên tiếp gọi mẹ nhiều lần nhưng không hề nhận được hồi âm. Đúng lúc này Elliot đã giật mình tỉnh dậy. Thì ra nãy giờ chỉ là giấc mơ của ký ức trong ký ức. Henry cũng ở đó từ trước. Ông ta nói với Elliot rằng bố của cậu đã không kể lý do hai ông cháu có mặt ở đây. Ông ngoại tiếp tục chỉ lên màn hình TV và nói rằng những người lên chuyến đi này đều muốn quên đi quá khứ của mình, thế nên giờ đây họ cũng đã bị mắc kẹt. Một lát sau, La Sen đã trở lại tàu Cooper. Câu đầu tiên anh ta hỏi Moza rằng Danny là ai mà có thể đem người khác đến Bermithius. Người đẹp thẫn thờ đáp rằng anh ta là chồng của mình, còn cậu bé kia chính là con trai. Moza còn tiết lộ cha cô chính là chủ của công ty đóng tàu. Rất có thể ông ta đã khiến tất cả mọi người quên đi lý do mình có mặt ở đây. Chưa kể thế giới này có nhiều thứ quá phi logic. Nghe vậy tất cả mọi người bắt đầu ngẫm lại, họ đều không hề nhớ lúc mình bước lên tàu. Moza tiếp tục lấy ra bức thư của mình. Mọi người đều ngộ ra họ cũng có một bức thư như vậy nhưng không rõ người gửi. Và tất cả cũng mơ thấy các giấc mơ kinh hoàng như Moza hoặc La Sen. Lúc này Moza kết luận cho mọi người rằng đây chỉ là một thế giới giả lập. Cô muốn tất cả giúp mình tìm cái ổ khóa của chiếc chìa khóa trên tay. Tuy nhiên, vừa đi được một đoạn thì tất cả mọi người đã rời đi vì không tin tưởng Moza. Đơn giản vì gia đình cô có liên quan quá nhiều đến con tàu này, nên họ nghĩ rằng rời khỏi Cooper bằng thuyền cứu hộ sẽ giải quyết được mọi chuyện. Tuy nhiên, La Sen vẫn quyết định tin tưởng Moza vì anh đã thấy những căn hầm. Sau đó, người đẹp dẫn La Sen về phòng để đến cơ sở nghiên cứu tìm ông già của mình. Không ngờ căn hầm đã biến mất, không chút dấu vết. Moza cùng La Sen cậy sàn nhà ra để tìm kiếm nhưng chỉ thấy lớp vỏ tàu. Trong lúc tuyệt vọng thì Moza đã nhớ ra chiếc nhẫn cưới Danny đưa. Người đẹp lập tức xuống căn hầm trong phòng Danny để tìm kiếm manh mối.
Sau một hồi quan sát, Moza nhận ra có một vết nứt trên tường gỗ. Người đẹp tiến đến xem thử thì phát hiện ở sau là một không gian có rất nhiều dây điện. Cặp đôi bất đắc dĩ lập tức tiến vào kiểm tra. Quay trở lại với Danny, anh đã thành công khởi động lại bảng điện tử ở khoang nhiên liệu. Lần này có thêm một hệ thống điện tử khác xuất hiện. Danny rút một dây nối trong đó gắn vào bảng điều khiển của mình. Sau một hồi thao tác, anh đã chuyển ánh sáng trên bảng điện tử sang màu đỏ. Điều này khiến cho toàn bộ ánh sáng trên tàu cũng đổi màu. Khi team rời tàu di chuyển thì phát hiện các vật thể màu đen đang phát triển rất nhanh, thế là cả nhóm phải tìm lối đi khác để xuống khoang cứu hộ. Đồng thời bên này, Henry đã dẫn Elliot đến phòng thí nghiệm 1011 trong cơ sở nghiên cứu. Ông ta yêu cầu cháu ngoại ngồi xuống chiếc ghế, còn mình thì mở một chiếc hộp có hai ống kim tiêm màu trắng đen. Henry hỏi Elliot rằng có phải cậu đang nghĩ mẹ cậu bị mắc kẹt ở đây. Không đợi Elliot trả lời, Henry khẳng định nơi đây thật ra là nhà tù của cậu. Tiếp đó ông ta cầm ống kim màu trắng tiêm vào cổ Elliot. Khi thuốc vừa ngấm, Elliot nhớ lại cảnh cậu bị bố mẹ mình cột vào ghế. Lúc này Danny nói với Moza rằng việc này là không đúng. Tuy nhiên Moza không trả lời mà tiến đến chỗ Elliot. Mặc dù cậu la hét khản cổ nhưng bố mẹ không hề để tâm. Còn người bố thì buồn bã nói với Moza rằng em phải để con đi. Moza đáp rằng em không thể. Tiếp đó Moza tiến đến chỗ Elliot và nói với cậu đừng sợ, con sẽ quên hết những việc này. Đó là cách duy nhất để gia đình ở bên nhau. Nói dứt câu, Moza tìm cho cậu con trai một liều thuốc màu đen. Đến đây Elliot đã giật mình tỉnh dậy. Henry tiếp tục nói với Elliot rằng đây là thế giới giả lập được tạo ra cho cậu. Lối thoát duy nhất chính là chiếc kim tự tháp và chìa khóa đang ở trong tay Moza. Một lát sau, Moza cùng Lasen phát hiện ra một chiếc nắp tròn. Khi mở nó ra thì một cảnh quang thiên nhiên đã xuất hiện, còn Danny thì đang nỗ lực thay đổi vị trí các dây nối trên bảng điện tử mới. Anh liên tiếp gõ bàn phím và nhìn lên bảng điện tử. Bên này Sebat nhìn lên màn hình TV thì phát hiện có điều không ổn. Đúng lúc này Henry đã đưa Elliot về phòng. Sebat lập tức thông báo cho Henry rằng Danny đang cố thay đổi thiết kế của giả lập. Henry nhìn lên màn hình đã nhận ra Danny đang cố đánh thức Moza để không phải giao chìa khóa. Như vậy ông ta cùng Sebat sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi. Thế nên Henry ra lệnh cho Sebat phải nhanh chóng tìm Moza để lấy chìa khóa trước. Vài phút sau, Henry ở nhà quan sát đã thấy có rất nhiều thay đổi thông qua màn hình TV. Ông ta nói với Elliot rằng ý đồ hack mã của Danny sẽ phá hủy toàn bộ giả lập. Điều này chứng tỏ Danny không hề quan tâm đến Elliot. Henry còn ly gián thêm rằng Danny luôn chọn vợ thay vì con trai. Còn Danny thì đã xong việc ở bảng điện tử và tiến đến quầy bar. Anh ta nhanh chóng bước vào chiếc tủ rồi đóng nó lại. Giây phút này Moza cùng Lasen đã quay trở lại khung cảnh cơ sở nghiên cứu. Cả hai tiến vào đó để tìm tung tích của Henry. Họ bắt đầu kéo các vách che xuống nhưng vẫn không hề có tí manh mối nào cả. Bất ngờ Sebat đã xuất hiện tại đây. Anh ta cầm bảng điều khiển trên tay và uy hiếp Moza phải giao ra chìa khóa. Lasen biết thứ trên tay thuyền phó rất nguy hiểm nên đành đứng im tại chỗ. Moza cũng nhận ra vấn đề nên đã đưa chìa khóa cho Sebat. Tuy nhiên khi đạt được mục đích thì Sebat lại nhấn nút khiến thuyền trưởng ra đi. Moza chứng kiến cảnh người bạn đồng hành ngã xuống đã rất đau lòng. Sau đó Sebat lôi Moza đến chỗ Henry. Khi vào trong, Henry nói với Moza rằng Elliot đã biết mọi chuyện cô đã làm với cậu. Thấy Elliot có vẻ rất buồn nên Moza hỏi cậu đó là chuyện gì, nhưng Elliot đã không trả lời. Tiếp đó Henry đã lấy được chìa khóa chỗ Sebat. Còn Moza nhìn thấy màn hình TV đã nhận ra mình bị ông bố theo dõi bao lâu nay. Vì thế người anh trai kia gian đã phải gửi thư khi phát hiện những việc Henry đã làm. Moza lập tức chất vấn ông bố trời đánh rằng anh trai cô ở đâu. Henry lạnh lùng đáp kia gian là người cuối cùng mà Moza nên quan tâm. Nói dứt câu, ông ta đã dùng bảng điều khiển dịch chuyển mọi người đến phòng thí nghiệm. Henry sai hai tên đàn em trói cô con gái vào ghế. Moza giận dữ hét lên rằng Henry là ông bố khốn nạn. Cô khuyên Henry nên dừng trò chơi tâm trí tệ hại này lại. Nghe vậy Henry lạnh lùng đáp trả rằng đây chính là trò chơi tâm trí của Moza. Henry cáo buộc rằng con gái cùng chồng đã tạo ra thế giới này và Moza chính là kẻ đã ép mọi người vào đây. Do cô mà tất cả đã kẹt trong vòng lập này. Henry tiếp tục nói rằng ông ta sẽ rời khỏi thế giới này, còn Moza sẽ phải quên đi một lần nữa. Nói dứt câu, Elliot tiến đến lấy liều thuốc màu đen cho Henry. Thấy hành động lạ của Elliot, Moza nói với cậu rằng mình không tạo ra thứ này và Henry đang nói dối. Người đẹp bắt đầu la hét nhưng cậu con trai chỉ biết khóc rồi lùi ra sau. Henry nói với Moza rằng cô sẽ quên mọi chuyện đã xảy ra như mọi lần trước. Thế rồi ông ta tiêm liều thuốc màu đen vào cổ cô con gái. Bên này team rời tàu đã đến khoang cứu hộ. Tuy nhiên không gian nơi đây đã bị đảo lộn và mọi thứ bắt đầu tan rã. Mọi người đã hết đường đi. Giờ đây họ chỉ biết đứng yên tại chỗ ngắm nhìn chuyện phi lý trước mắt. Đồng thời Henry đã dịch chuyển cháu ngoại cùng xe bát về phòng. Ông ta nói đã đến lúc tỉnh dậy rồi, dùng chìa khóa vặn vào khối kim tự tháp. Elliot nhắm mắt đợi chờ điều sắp đến nhưng không có thứ gì diễn ra cả. Henry bàng hoàng nhận ra Danny đã đổi mã. Đúng lúc này team rời tàu nghe thấy thông báo chỉnh giả lập đã bị hỏng và giả lập sẽ bị xóa trong 10 giây đếm ngược. Khi âm thanh thông báo đếm đến không thì con tàu bắt đầu tan rã, mọi thứ bên trong biến mất chỉ còn lại không gian đen tối. Điều này khiến cho Moza tỉnh lại ở một nơi khác. Khi đứng dậy thì người đẹp nhận ra đây là ngôi mộ trước cơ sở nghiên cứu. Bầu trời giờ đây đã u ám đi rất nhiều.
Các điểm đen cũng đã ăn mòn đến đây nhưng nó đã ngừng hoạt động. Moza dường như nhận ra điều gì đó và bước đến ngôi mộ. Rất nhanh cô đã xuống tầng hầm. Người đẹp ngắm nhìn tấm hình về gia đình nhỏ của mình mà lòng ngập tràn cảm xúc. Lúc này Danny cũng đã đến nơi. Anh đến ôm cô vợ xinh đẹp của mình vào lòng và nói rằng vòng lặp đã dừng lại. Moza hỏi ông xã rằng đây có phải là sự thật. Danny đáp rằng đây là giả lập đầu tiên mà anh cùng Moza tạo nên và cũng chính là ngôi nhà thứ hai của họ. Moza hỏi Danny tại sao cô lại không nhớ ra. Danny đáp rằng điều đó không còn quan trọng nữa, anh đã lập trình lại các giá trị trong thế giới này. Nên lần này liều thuốc màu đen đã không làm Moza mất trí nhớ. Tương tự khối kim tự tháp cùng chìa khóa mà Henry đang giữ cũng không còn giá trị. Danny lấy một khối kim tự tháp rubit của Elliot đưa cho vợ và nói giờ đây thứ này cùng chiếc nhẫn cưới mới là lối thoát. Trước khi thoát ra, Danny cảnh báo cho Moza rằng anh trai của cô đã chiếm toàn bộ chương trình trong lúc cô mắc kẹt ở đây, anh ta kiểm soát mọi thứ, còn Henry cũng chỉ mắc kẹt ở đây như bao người khác. Danny tiếp tục nói rằng Moza phải đi ngay vì không biết khi nào anh trai cô sẽ phát hiện. Mọi chuyện bên ngoài còn lớn hơn những gì Moza nghĩ. Danny còn dặn dò cô vợ phải ngăn chặn anh trai lại, nếu không sẽ mất hết tất cả. Nghe đến đây, Moza lập tức tháo chiếc nhẫn cưới ra. Cô hỏi gấu của mình sẽ có mặt khi cô tỉnh dậy. Danny lưỡng lự một chút rồi trả lời đó là điều hiển nhiên. Thế là Moza nhanh chóng gắn chiếc nhẫn vào kim tự tháp. Một lát sau, chiếc máy trên đầu Moza đã di chuyển lên trên. Người đẹp cũng tỉnh dậy trong tức khắc. Cô nhanh chóng thoát ra khỏi chiếc máy thì phát hiện một chuyện động trời. Có rất nhiều hành khách trên tàu cất bơ hiện tại đang có mặt ở đây, nhưng họ đã chìm sâu vào trong giấc ngủ cùng với các máy móc xung quanh. Quan sát một hồi thì Moza lại thấy một cái máy khác đã mở ra giống mình từ trước. Kinh ngạc hơn là cô lại thấy các vì sao trên khung cửa sổ. Moza tiến đến quan sát thì nhận ra mình đã ở bên ngoài vũ trụ. Khoang của người đẹp chỉ là một khoang nhỏ trên con tàu khổng lồ. Bất ngờ nó cũng có tên là Prometheus. Đúng lúc này tiếng tin nhắn vang lên. Moza tiến đến kiểm tra thì có một tờ giấy trước màn hình. Nó có hàng chữ như trong các cuốn sách mà Anker cùng cha Jamie đã lật tìm lúc trước. Đó chính là, có thể cà phê của bạn sẽ tác động đến bạn trước khi thực tại làm điều đó. Khi lấy tờ giấy lên thì một hàng tin nhắn xuất hiện. Dự án Prometheus, sứ mệnh sống sót để đến tọa độ như trong điện tín gửi đến Cutter. Số lượng hành khách là 1.423 người, phi hành đoàn là 550 người. Điều này tiếp tục trùng với số người trên tàu Prometheus mất tích. Tuy nhiên, ngày tháng hiển thị là ngày 19 tháng 10 năm 2099 trên với ngày khởi hành trên Cutter 200 năm. Tiếp đó là tin nhắn Khia Gian gửi, anh ta nói chào mừng em gái đã đến với thực tại. Kết thúc phần 1 ở đây nhé mọi người. Hiện tại nội dung phim chỉ đến đây nên mình chưa thể kết luận gì. Liệu Moza đã trở về thực tại hay vẫn còn ở trong một giả lập khác? Có phải Elliot đã mất đi khiến cho Moza điên cuồng tạo nên giả lập năm 1899 để giữ con trai lại? Nếu Moza cùng Danny tạo ra giả lập năm 1899 thì tại sao họ lại không có chìa khóa? Và khi Gian muốn thao túng tất cả mọi thứ thì tại sao lại gửi chìa khóa đến cho Moza để cô tỉnh lại? Còn việc Danny nói với Moza trước khi cô tỉnh dậy rằng sự việc bên ngoài còn lớn hơn cô tưởng tượng là như thế nào? Vân vân và mây mây, nên nhớ đón xem video giả thuyết của mình nhé. Còn bạn nào có giả thuyết hay hãy để lại bình luận bên dưới để chia sẻ cho mình. Nếu dự đoán đúng nhất, nội dung mình sẽ tặng một phần quà hấp dẫn khi kết thúc trọn bộ 1899. Lưu ý, mình chỉ tính phần thưởng cho bạn đưa ra giả thuyết trước khi 1899 ra phần 2 và không được chỉnh sửa. Các bạn muốn lấy quà nhớ để lại email hay thông tin liên hệ khác trên bình luận nhé. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để mình biết nha. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye.